Sáng ngày 30 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức phát động chiến dịch gia quân và tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn trong thành phố tại buổi tập huấn đại diện cục chuyển đổi số bộ thông tin và truyền thông đã phổ biến hướng dẫn năm nội dung kỹ năng số cơ bản bao gồm sử dụng dịch vụ công trực tuyến mua sắm trực tuyến thanh toán trực tuyến tự bảo vệ mình trên không gian mạng và sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của thành phố hải phòng ngoài ra các đại biểu cũng được hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng app hải phòng smart thông qua hội nghị giúp các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng nắm vững hơn các kiến thức kỹ năng số để lan tỏa đến người dân trên địa bàn qua đó phát huy tính chủ động sáng tạo, tăng cường vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền tảng công dân số bền vững cho thành phố.